Rồi, xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Thợ Mộc. Hôm nay thì mình có lên sóng anh em một chiếc tủ chè cánh cong ngũ ta hai cánh thảm ốc. Đấy, tủ mộc trần luôn. Tủ này là tủ phúc các bác nhé. Lèo phúc, vệ phúc tích rất là hay. Tủ phúc để trong nhà thì rất là hay. Hai cánh thảm ốc, cánh cong mộc trần toàn bộ hết luôn. Không có vét ni, vét nùng gì cả. Đây, các bác nhìn nhé, chất gỗ này. Ui chà, chất gỗ đẹp quá, trơ mộc luôn. Đây, anh em nhìn một cái tủ trơ mộc luôn. Đấy, con tủ này hôm nay là anh em mà chốt được luôn ngày chủ nhật, gọi là mình cũng bán giá cũng êm thôi. Con này 13 triệu các bạn nhé, 13 triệu là chưa bao gồm ship. Thì anh em nào mà ưng thì có thể là nhấc máy gọi ngay 0963177806. Đấy, các thứ này, hai hồi rồi. Nóc này, đáy này, có nghĩa là lành tít luôn các bác nhé. Gỗ vụ ta xịt luôn, gỗ vụ ta xịt luôn, cái cánh thảm ốc rực rỡ luôn. Đấy, gỗ vụ ta xịt luôn, cái cánh thảm ốc lèo phúc, vệ phúc, quá đẹp luôn, chưa mà. Đấy, cũng có một số cái lỗi nhỏ nhỏ không đáng kể, như là cái góc này nó cũng bị gọi là bị mẻ tí. Cái chỗ này thì nó bị cái mấu này, mấu nó vẫn còn nguyên nhá, mấu mắt còn nguyên mảnh luôn, hai cánh cảm đẹp. Tất nhiên là hàng cũ từ ngày xưa thì mình không thể tránh được hết cả cái lỗi này luôn. Thì nó cũng không phải là lỗi lớn, nên là anh em nhìn mà vẫn là ok được. Nhìn cái tổ bày lên đồ rất đẹp luôn các bạn nhìn. 13 triệu chưa bao ship các bạn nhìn. Hai hồi lành tít luôn. Bán đình, bán nóc phẳng đét, bán hậu sạch sẽ. Các bác nhìn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo ngay cho em nhé, 0963177806 các bác nhé.